Okay. Chào các bạn. À, các uh, công trình của giáo sư Nguyễn Thái Cần đã có ảnh hưởng to lớn đến con đường nghiên cứu của tôi. À, do thế, tôi rất vinh dự được mời tham gia vào hội thảo này để nhớ giáo sư Cẩn và các uh, đóng góp của ông. À, nói về uh, công trình của Nguyễn Thái Cần. Uh, uh, ông ấy đã cho nhiều đóng góp lớn về lịch sử tiếng Việt, cư pháp tiếng Việt và các mặt khác của việt ngữ. Uh, đặc biệt là cuốn sách uh, uh, giáo trình lịch sử ngữ âm tiếng Việt, một nghiên cứu về âm vị học lịch sử của chị Việt Việt Trúc tập trung vào hệ thống phụ âm nguyên âm và thành điều của tiếng Việt và trong cuốn sách này uh, ông ấy đưa ra uh, giả giả thuyết nữa giả thuyết uh, của từ mượn thai trong việt Hịch. Uh, uh, có có bốn từ tiếng việt được liệt kê và uh, chủ yếu liên quan đến lòng nghiệp. và ông uh, ông cần cũng uh, uh, cho giả thuyết của kịch bản dân tập học giả thuyết rằng uh, các nhóm Vietic đã di cư từ miền núi đến đồng bằng sông Hồng, muôn hơn nhóm Thai cũng cho rằng các nhóm Thai đã chia sẻ các kỹ thuật canh tác nông nghiệp với các nhóm Vietic. À, về với các từ mà theo giả thuyết của Nguyễn Thái Cần là từ vay nguồn à, trong trong Vietic à, bao gồm bốn, bốn bốn trường ngữ nghĩa Uh, gia súc uh, như vịt, bò, uh, uh, ngàn, vân vân địa điểm hoạt động và công cụ canh tác như mương uh, đồng, bừa cuốc vân vân. thực phẩm uh, thực vật và sản phẩm uh, mận, cam, uh, tỏi vân vân và cũng có địa hình và lối sông uh, uh, vùng uh, đồng ruộng thấp. À, nè dữ liệu tư vương này cung cấp một bức tranh dân tộc học à, lịch sử rất thú vị à, tuy nhiên như sẽ tôi sẽ thảo luận à, dữ liệu tư vương mới gây ra như thay đổi đáng kể trong bức tranh đó nè hai à, năm sau cuốn sách này được công bố có rất nhiều cơ sở dữ liệu lớn, uh, từ điển kỹ thuật số uh, và phục nguyên ngôn ngữ mới. Đây là những công cụ mạnh mẽ mà chúng ta nên sử dụng siêng năng. Tôi đã sử dụng uh, các nguồn dữ liệu này để uh, xem xét lại tất cả các từ trong giả thuyết của uh, Giáo sư cần và tôi sẽ trưng bày về uh, năm uh, năm loại nguồn từ nguyên của các từ này phần lớn chúng không phải là từ gốc chi tài. Ừ. Nào, uh, nguồn từ nguyên thứ nhất là ngữ hệ Nam Á. Uh, nà, không có đủ thời gian để giải thích mọi từ, tôi đã giải thích uh, chi tiết trong uh, bài viết của tôi uh, trong hai cột, uh, hai cột Nam Á và và biệt có các từ phục nguyên Nam Á cho hầu hết các từ những mẫu âm vì học lịch sử rất mạnh rất đều đặn à, trong cổ tai hầu hết không có từ phục nguyên nào tương tự à, ngoại trừ uh, gào à, nhưng đó hình như là từ mượn uh, Nam Á trong uh, chi tai vì vì uh, vì có phụ âm đầu uh, r r thành như uh, đỏ từ cũ hơn thứ hai là từ mượn uh, hán sơ kỳ uh, cả chỉ uh, cả có trong uh, uh, Việt và nhanh tay nào hầu, hầu hết những từ này trước đây đã được các nhà ngôn ngữ học khác nhau xác định là các từ Nguồn Hán sơ kỳ. Bằng chứng um, vi học lịch sử là mạnh mẽ nhất đối với các từ uh, uh, bánh, bừa, cuốc uh, được um, ngàn và phần. Những thứ khác cần phải xem xét lại, nhưng không có bằng chứng cho rằng những từ này là những từ, từ, từ của tai sơ kỳ không nhưng uh, tay cũng muốn mấy từ này từ tiếng Hán và Thổ Nhĩ Sơn từ tiếng Việt có nguồn gốc uh, khu vực Đông Nam Á à, đối với uh, những từ này đã có nhiều nhà ngôn ngữ học đưa ra các giả thuyết khác nhau uh, nhưng có những phức tạp cho tất cả vì vậy tôi cho rằng nguồn gốc của chúng không uh, rõ ràng. Uh, một ngoài lời là từ vải um, uh, cloth mà hình như là là gốc tiếng ở một thứ tiếng ở uh, uh, Ấn Độ có lẽ là tiếng uh, Phạn Sanskrit nhưng từ này được mượn vào tiếng Việt như như thế nào khi nào thì không rõ. Có lẽ là, là qua uh, qua tiếng uh, Kamakau nhưng ai tôi cũng không biết chưa biết từ không rõ nguồn gốc trong tiếng Việt à, à, đối với uh, những từ này dữ liệu không cung cấp thông tin rõ ràng hình như là giáo sư cần đã thấy một số từ từ tài tương tự nhưng uh, cuốn sách của ông uh, không liệt kê các từ tài đó uh, Max vậy không có phục nguyên tai nào của những từ này và tôi không không được tìm thấy dữ liệu so sánh khác. Thế thì thì thôi không biết từ nguyên việt hịch trong tiếng việt à, đây là các từ nguyên việt chất. À, những từ việt hịch này không có trong uh, trong uh, các ngôn ngữ nam á khác à, các từ proto tai này không có sự tương uh, tương ứng âm vị học được đều đặn uh, không uh, cho nên uh, chúng là các ví dụ uh, về sự sự giống nhau một phần ngẫu nhiên sự giống nhau một phần ngẫu nhiên uh, partial chance similarity tình cờ thôi nào trong mươi uh, 44 bốn uh, mươi từ uh, giáo sư cần đã cho là từ mượn từ trong tiếng Việt uh, chỉ có năm từ uh, mà mà có đầy đủ bằng chứng chúng vẫn liên quan đến uh, nông nghiệp uh, mận đồng uh, trong thực tế tôi tưởng là có lại ở Việt gốc Việt thực bởi vì có vi ở đầu vi trở trở thành ti uh, <laughs> có lẽ <loại. cười> uh, tôi cũng uh, đã xác định được thêm uh, 10 từ có trong tai và việt hoặc tiếng việt uh, tức là các từ này những từ này uh, cái từ mường chắc là là từ gai muộn tai và một số từ trong số này cũng nên là từ gọi mượn tài nhưng mà à, nhưng mà không có bằng chứng chắc chắn để chứng minh rằng các từ này được mượn từ tài sang Vedic hoặc ngược lại à, từ Vedic sang tài à, bằng chứng khảo cổ học cho thấy rằng những người nói tiếng proto nam á cho nên cũng là là người mà mà nói tiếng proto Vedic là các nhà nông nghiệp trong thời đại đầu đồng khi họ tiếp xúc với người Tài. Một số thứ này có các địa điểm âm vi học cho thấy chúng rất cổ. Đặc biệt là những từ có thanh điệu B và C. Như máng, muống, rửa. kết quả chính của nghiên cứu mới à, à, các nguồn từ nguyên này đấy từ nguồn Thái à, à, Nam từ của, của của thầy cần à, và tôi thêm à, 11 một từ à, và từ nguyên bản địa Nam Á và Việt Nam à, cũng có mười mấy từ từ nguồn Hán sơ khi có mười từ à, từ khu vực Đông Nam Á sao từ và từ từ khác không không xác định bài từ các các nguồn từ nguyên này mô tả một tình hình dân tộc học lịch sử phức tạp của sự tiếp xúc ngôn ngữ trong Đông Nam Á không chỉ phải là, là lịch sử lịch sử của tiếng Việt nhưng đây là lịch sử của khu, khu vực <laughs> phức tạp hơn và thú vị kết luận suy nghĩ à, ví dụ của giáo sư cần về việc sử dụng dữ liệu ngôn ngữ để đưa ra giả thuyết dân tộc học rất có giá trị dữ liệu mới đưa ra các giả thuyết mới và chúng ta nên làm theo mô hình của giáo sư cần để uh, nâng cao các nghiên cứu về lịch sử tiếng việt và dân tộc học lịch sử tiếng việt dữ liệu ngôn ngữ học và khảo cổ học cho thấy rằng các nhóm Tai và Viêt à, đã có sự tiếp xúc và trao đổi văn hóa và ngôn ngữ trước thể, thời thời nhà Hán. À, vì Vietic là một nhang của ngữ hệ Nam Á, à, những người Vietic là nhà cũng là nhà nông nghiệp à, khi họ gặp những nhóm Tai và à, cuối cùng à, con đường vãi muộn của các từ Tai và viadec thỉnh thoảng không xác định được không phải là, là luôn là từ Tai vào viadec tất nhiên tôi không có cũ mái thời gian <laughs> à, tuy nhiên tôi nghĩ rằng những nguồn dữ liệu khác nhau này khá mạnh à, vì vậy những giả thuyết này là hợp lý nhưng chúng ta vẫn phải tìm kiếm thêm như dữ liệu mới để kiểm tra các giả thuyết. Uh, cảm ơn các bạn uh, vì vì sự quan tâm